Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến hoạt động ngoại giao của nước Mỹ trong những năm gần đây, chắc hẳn nhiều người sẽ ngay lập tức hình dung đến hình ảnh của vị nữ ngoại trưởng năng động, khéo léo, với nụ cười luôn rạng rỡ thường trực. Là một nữ chính khách mạnh mẽ nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn, bà Hillary Clinton đã đạt được những thành công lớn trên cương vị ngoại trưởng khi phục hồi sức mạnh và sự tín nhiệm đối với sứ mệnh toàn cầu của Mỹ. Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2013, cũng là ngày nhiệm kỳ ngoại trưởng của bà chính thức khép lại, đánh dấu chặng đường 34 năm hoạt động không mệt mỏi. Chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay xin được dành thời lượng để nói về bà, người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới. Nước Mỹ đã tổ chức một số sự kiện để vinh danh bà Clinton, một ngoại trưởng xuất sắc nhất của Hoa Kỳ, như lời đánh giá của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bà Hillary Clinton kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của mình vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 2 năm 2013. Theo số liệu thống kê của kênh ABC, trong 4 năm bà Clinton đã công du gần 2 triệu km trên 570 máy bay tới thăm 112 nước, thực hiện 1.700 cuộc gặp gỡ với các nguyên thủ thế giới. Những con số trên đã cho thấy chặng đường hoạt động không mệt mỏi trong suốt nhiệm kỳ ngoại trưởng của bà Hillary Clinton. Trong cuộc họp báo cuối cùng, Ngoại trưởng Clinton đã nhận các câu hỏi qua Twitter và Facebook từ khắp nơi trên thế giới và thảo luận về các đề tài từ nữ quyền cho đến bang giao quốc tế. Nhưng châu Á-Thái Bình Dương có lẽ là nơi tên tuổi và di sản của Ngoại trưởng thứ 67 của Hoa Kỳ, Hillary Clinton, được ghi nhận và nhắc nhở tới nhiều hơn cả. Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm làm Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã nhận được không ít sự ngưỡng mộ vì sự thông minh, năng nổ và thành công trên cương vị mà mình đảm nhiệm. 4 năm làm ngoại trưởng của bà được đánh dấu bởi một loạt những thành tựu đáng chú ý. Mời quý vị cùng nhìn lại 4 điểm nổi bật nhất trong chặng đường 4 năm hoạt động ngoại giao của bà Hillary Clinton. Trong nhiệm kỳ của mình, hơn ai hết, bà Clinton là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường thắt chặt quan hệ với các nước bạn và đồng minh bên cạnh việc lôi kéo các nước đối địch với Mỹ. Bằng cách riêng của mình, bà Clinton đã cố gắng đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ có ghế ngồi tại mọi cuộc đàm phán nhằm đóng góp công sức và tiếng nói của mình trong giải quyết mọi vấn đề của thế giới. Bên cạnh sự chuyên nghiệp khéo léo trong ngoại giao, bà Hillary Clinton còn được biết đến là một trong những ngoại trưởng Mỹ năng động nhất trong lịch sử. Bà di chuyển nhiều và đến thăm nhiều quốc gia hơn bất kỳ ngoại trưởng tiền nhiệm nào và tạo được ấn tượng về một vị ngoại trưởng gần gũi, thân thiện trong lòng bạn bè quốc tế. Trong năm 2012, bà Clinton đã trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất trên Internet khi các cư dân mạng treo đăng tải một loạt hình vẽ mô tả sự hài hước và thân thiện của bà trong khi giao tiếp với những người nổi tiếng khác trên thế giới. Kể từ khi tiếp quản vị trí ngoại trưởng, bà Hillary Clinton đã cho thấy rõ một tầm nhìn mới về quản lý kinh tế nhà nước, đó là tập trung vào tăng trưởng kinh tế trong nước. Đặc biệt, bà chủ trương dùng ngoại giao để giúp đỡ các doanh nghiệp Mỹ giành chiến thắng kinh doanh ở nước ngoài, một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Bà Clinton thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng có liên quan tới các cuộc đối thoại kinh tế lớn hơn, có lợi cho Mỹ. Bà còn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa các khía cạnh kinh tế truyền thống trong chính sách đối ngoại, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt đánh vào nền kinh tế dầu mỏ của Iran. Bên cạnh đó, bà cũng khuyến khích chính phủ Mỹ thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do hơn nữa với các nước đồng minh như Panama, Colombia và Hàn Quốc. Dựa trên nền tảng chính sách ngoại giao khéo léo và gần gũi, bà Clinton đã thúc đẩy các giá trị của Mỹ theo cách cứng rắn, song tôn trọng đối tác nhằm khôi phục lại niềm tin quốc tế đối với Mỹ, vốn bị xói mòn nghiêm trọng dưới thời chính quyền George Bush. Cách tiếp cận của bà Hillary với chính quyền Myanmar với cam kết sẽ hỗ trợ các hoạt động nhân quyền đã giúp quốc gia Đông Nam Á này mở cửa với thế giới sau nhiều thập kỷ bị kìm kẹp dưới chế độ quân phiền. Bà Hillary Clinton còn giúp khôi phục vị thế của Mỹ tại Trung Đông bằng cách làm trung gian đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel hồi đầu năm nay. Chính sách ngoại giao con thoi và hợp tác của bà với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cũng giúp tạo đòn bẩy lớn hơn cho Mỹ trong quá trình theo đuổi tiến trình hòa bình tại Trung Đông trong năm 2013. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, chúng ta đã kết thúc cuộc chiến ở Iraq, bắt đầu một quá trình chuyển đổi ở Afghanistan và đưa Osama Bin Laden ra trước công lý. Chúng ta cũng đã giúp nền ngoại giao Mỹ hồi sinh và tăng cường liên minh. Lời phát biểu của bà Clinton trong ngày cuối cùng làm Ngoại trưởng Mỹ đã cho thấy một cách rõ nhất các thành tựu mà chính sách đối ngoại trong an ninh quốc gia Mỹ đã đạt được. Hình ảnh các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có cả bà Clinton và Tổng thống Barack Obama, trong phòng quan sát cuộc đột kích chung khủng bố Osama Bin Laden đã trở thành một biểu tượng in sâu trong tâm trí nhiều người. Đây cũng có thể coi là thành tựu an ninh quốc gia đầu tiên và nổi bật của chính quyền Obama nhiệm kỳ thứ nhất.
Nhờ năng lực của bản thân, bà Hillary Clinton đã góp phần khôi phục lại hình ảnh và uy tín của nước Mỹ ở một số khu vực trọng yếu đối với lợi ích của quốc gia này. Đặc biệt đến nay, chúng ta đã có thể ghi nhận những thành công của ngoại giao Hoa Kỳ ở châu Á trong 4 năm qua, trong đó in đậm dấu ấn của bà Hillary Clinton qua những chuyến đi không biết mệt mỏi. Tháng 7 năm 2009, bà Clinton đã đến dự diễn đàn khu vực ASEAN ARF sau rất nhiều năm diễn đàn này vắng bóng người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã ký Hiệp ước Hợp tác Hữu nghị ASEAN, mở đường cho việc Mỹ tham gia sâu vào công việc Đông Á và trở thành thành viên của Thượng đỉnh Đông Á. Trong chuyến thăm châu Á đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng này, Hillary Clinton đã tuyên bố chủ trương Mỹ trở lại châu Á. Đến cuối năm 2010, chính sách này được phát triển dưới cái tên tái cân bằng lực lượng hay còn gọi là xoay trục, nhằm chuyển trọng tâm chiến lược của Mỹ từ châu Âu, Trung Đông sang châu Á-Thái Bình Dương. Sự can dự của Mỹ thể hiện qua việc Tổng thống Mỹ đã tiến hành 4 cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN và tham dự 2 cuộc gặp thượng đỉnh Đông Á. Đến nay, ngoại giao Mỹ đã gõ tất cả các cánh cửa cần gõ tại châu Á, từ Mông Cổ, Myanmar, Lào đến các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, New Zealand. Trong ngày kết thúc nhiệm kỳ, bà Hillary đã một lần nữa khẳng định hướng đi ngoại giao đúng đắn của Mỹ trong thời gian qua. Thế giới hiện vẫn còn nhiều nguy hiểm và phức tạp. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, nhưng nhiều điều đã thay đổi trong 4 năm qua. Trong khi nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thì chúng ta vẫn đang đi đúng hướng. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, bên cạnh những thành tích đã đạt được, bà Hillary còn khiến nhiều người thán phục khi giúp hồi sinh nền ngoại giao Mỹ cũng như khôi phục lại uy tín của nước Mỹ trên trường quốc tế. Những gì mà Ngoại trưởng Clinton tạo ra sẽ là tiền đề tích cực cho người kế nhiệm John Kerry, người vốn được nhìn nhận như một nhà ngoại giao có cách tiếp cận mềm dẻo. Với những công lao mà bà đã đạt được, có thể nói Tổng thống Obama đã không quá lời khi ca ngợi bà là một trong những ngoại trưởng giỏi nhất của nước Mỹ.